Còn nhóc mót chồng của Thu Trang, Thái Hòa thu về 20 tỷ dù chưa chiếu chính thức. Hiện tại, còn nhóc mót chồng đã thu về hơn 20 tỷ đồng dù chưa chiếu chính thức. Số liệu mà nhà sản xuất công bố là 255.000 khán giả đã kéo nhau đến rạp xem phim do Thái Hòa, Thu Trang đóng chính trong thời gian gần 3 ngày. Thu Trang cho biết, chúng tôi không đặt bất kỳ một áp lực về thành tích nào cho phim. Với con nhóc mót chồng, tôi và anh Thái Hòa đơn giản chỉ cố gắng làm hết sức mình để kể cho mọi người nghe về một câu chuyện liên quan đến tình cha con của xóm lao động. Ở đó, chúng tôi là những con người không hoàn hảo nhưng luôn muốn yêu thương nhau, chữa lành cho nhau. Nói về nguyên nhân giúp con nhóc mót chồng có được sức hút và cảm tình của nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Ngoài những mạch cảm xúc đời thường và dễ thương mang đến sự chữa lành bằng các khoảnh khắc ấm áp được đan cài khéo léo trong câu chuyện, tìm chồng của nhót, Thu Trang hay những tâm tư, đau đáu của ông Xỉn, Thái Hòa khi không biết bày tỏ mình quan tâm con nhiều biết chừng nào. Diễn xuất ăn ý của Thái Hòa, Thu Trang cùng dàn diễn viên tròn vai như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Tiến Luật, bộ ba Huỳnh Phương, Vinh Dâu, Thái Vũ giúp các tình tiết được đẩy đủ cao trào, chính là điểm nhấn giúp câu chuyện cha con của ông Xỉn, nhót vừa tạo tiếng cười, vừa lấy nước mắt, vừa chinh phục nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Sau gần 3 ngày chiếu đặc biệt, nhiều khán giả xem phim con nhót mót chồng đã bày tỏ sự yêu thích bởi những ca từ sâu lắng, mang nhiều ý nghĩa trong bài hát Tôi Thương Ba. Cũng có không ít người đã nhận ra ca sĩ thể hiện ca khúc này không ai khác chính là Văn Mai Hương của Trung Dũng. Bài hát có tên Tôi Thương Ba là câu chuyện xoay quanh tình cha con của ông Xỉn và nhót. Còn nhót mót chồng kể về tình cha con của ông Xỉn, Thái Hòa và nhót, Thu Trang. Vào một ngày đẹp trời sau khi tỉnh rượu, ông Xỉn, Thái Hòa, tá hỏa nhận ra con gái của mình đã đến tuổi lấy chồng nên vội vàng lập mưu tìm rể. Ngược lại với sự sốt sắng của ba, nhót, Thu Trang luôn thể hiện thái độ thờ ơ và bất cần đời nên càng khiến ông Xỉn đứng ngồi không yên. Cuộc đối đầu giữa hai ba con không chỉ dừng lại ở chuyện tìm rể mà còn liên quan đến sự nghiện rượu của ông Xỉn nên trong suốt nhiều năm qua, hai ba con đã có không ít cuộc tranh cãi vì vấn đề này. Nhót muốn ba bỏ rượu, ông Xỉn thì muốn mình có cháu nên cùng nhau chốt kèo, nhót lấy chồng thì ông Xỉn ngừng uống rượu.